xã biên giới Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, một trong những vùng trồng mận tập trung lớn nhất của tỉnh Sơn La. Thời điểm này, mận bắt đầu chín rộ, cũng là lúc người nông dân bước vào mùa thu hoạch. Với điều kiện khí hậu và đất đai thuận lợi, sản phẩm mận ở Phiêng Khoài đang từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường. Sau khi tham quan, học hỏi kinh nghiệm trồng mận hậu từ một số hộ trong xã, gia đình anh Duy đã chuyển đổi gần 2 hecta đất trồng ngô sắn sang trồng 400 cây mận hậu. Để có những trái mận to đều, có hương vị đặc trưng, sớm cho thu hoạch, thì gia đình anh Duy đã lựa chọn giống mận ghép chất lượng cao để trồng. Ngoài ra còn đầu tư hệ thống tưới ẩm tự động và áp dụng quy trình VietGAP chăm sóc mận. Mình lắp cái hệ thống tưới tự động này nên là quả nó sai và quả nó to hơn. Đấy. Mình tưới được nên là cái số lượng quả nó nhiều. Với gần 300 cây mận cho thu hoạch, năm nay gia đình anh Duy dự kiến thu trên 10 tấn mận. Do quả mận to, đều nên mận nhà anh được thương lái tìm đến tận vườn thu mua với giá bán từ 10 đến 12.000 đồng 1 kg. Để đáp ứng đơn hàng, những ngày này anh còn huy động cả anh em họ hàng đến hái mận từ sáng sớm. Khi mà tôi gửi những quả mận này cho khách hàng thì nhận được rất là nhiều cái phản hồi là khen mận ngon và mã đẹp. Cây mận hậu được trồng tại xã Phiêng Khoài từ những năm 1990 với độ cao trung bình từ 850 đến 1.000 m so với mực nước biển. Cây mận hậu khá phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng nơi đây. Để hỗ trợ người dân phát triển cây mận, tại mỗi bản, chính quyền địa phương đã vận động thành lập các tổ tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ mới trồng, đồng thời kết nối tiêu thụ sản phẩm. Thôn có đội tư vấn về cách chăm sóc cây trồng ấy, thì mình cũng áp dụng vào cái công thức của họ, nên là hiện tại thì cũng so với thị trường thì mận mình cũng gọi là cũng khá tốt. Sau hơn 30 năm phát triển, đến nay toàn xã Phiêng Khoài có gần 1.900 hecta mận hậu, trong đó 1.600 hecta cho thu hoạch, sản lượng hàng năm đạt trên 15.000 tấn quả. Nhận thấy hiệu quả kinh tế cao vượt trội, nhiều hộ dân đã mạnh dạn áp dụng kỹ thuật hạ cành, tỉa tán, kích cho mận ra hoa sớm, ra hoa muộn để giải vụ mận. Khoảng 70% các hộ dân đã đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt cũng như áp dụng khoa học kỹ thuật để đầu tư cho cây mận. Hiện tại là bà con nhân dân đầu tư vào tưới tiêu bằng cái tưới tự động nên là đỡ được rất nhiều cái công sức cho bà con nhân dân. Hai nữa là cái hướng theo hướng sản phẩm ô cốp về sản phẩm sạch thì sản phẩm hữu cơ, bà con nhân dân tập trung tăng cường vào đầu tư vào phân bón hữu cơ, đặc biệt là phun thuốc bằng thuốc sinh học.